biên kịch Triệu Nguyễn Dữ từ Hải Tâm, Lạc Việt. Quay phim Trịnh Đắc Đáo, Vương Dân Long. Đạo diễn Lý Lục An, Phùng Triết. Với sự tham gia của các diễn viên Dư Thiếu Quần trong vai Hoàng Lịch và Trần Bang Quốc, Quách Trân Nghê trong vai Ngư Nương, Thang Chấn Nghiệp trong vai Tứ Hoàng Tử Giận Chân, Thang Chấn Tông trong vai Thập Tứ Hoàng Tử Giận Đề, Đàm Văn Tịnh trong vai Lữ Tứ Nương, Dương Dương trong vai Hoa Yểu Yểu, Tưởng Lâm Tĩnh trong vai Nữ Hổ Lộc Thị, Ngô Dạng trong vai Phú Sát Thị, Quá Tề Minh trong vai Trần Cát Lão, Hứa Hoàng Sơn trong vai Khang Hy, cùng một số diễn viên khác. Tập 46. Bộ phim được dựa trên những câu chuyện trong dân gian, không phải chính sử. Đúng vậy đó, lão Phật gia không có ở trong cung, con cháu người lo lắng cho Từ Ninh Cung lắm. Bọn họ nghe nói thái giám Từ Ninh Cung có kẻ trộm đồ, có kẻ đánh bạc, còn có thái giám bò lên giường của cung nữ nữa. Cho nên họ mới phái người đến xem thử, giám sát chuyện phòng quả, phòng trộm cắp. Thưa lão Phật gia, chuyện đó rất tốt mà, tại sao lại có lỗi chứ? Nhưng thưa lão Phật gia, nếu họ làm tốt như vậy thì sao? Thập Tứ Dương gia là muốn bắt họ đi chứ. Ở đây có chuyện của ngươi hay sao? Ngươi là ai hả? Thập Tứ Thúc nhất định khẳng định cháu của lão Phật gia đã trộm di chiếu của tiên hoàng. Nhưng hộp gỗ đựng di chiếu vẫn còn treo ở Phật đường của ngươi mà. Được rồi, được rồi, các ngươi đừng nói nữa. Trong lòng của ai gia đã hiểu hết rồi. Vậy xin lão Phật gia làm chủ giải quan cho chúng con đi lão Phật đúng gia. Đúng rồi, lão Phật bên gia. Hoàng thượng đã nói gì? Hoàng cách nương, hoàng thượng không chịu gặp con. Hoàng nhi theo hoàng thượng giám sát quốc khố nhất giả mấy tháng nay, một câu khen thưởng cũng không có nữa. Ngược lại còn hạ thánh chỉ niêm phong dương phủ của hoàng nhi, cả nhà hơn 100 người không có chỗ để ở luôn, đúng là không sống được nữa mà. Hoàng anh nương nói xem phải làm sao đây? Chúng con phải tính sao đây lão Phật gia? Có phải các con đều muốn được nhìn thấy di chiếu của ti hòa có đúng hay không? Ý của hoàng anh nương là sẽ làm chủ cho hoàng nhi và các cháu của mình hả? Tất cả các con, ai ai cũng đều là thứ không ra gì. Thấy ai gia sống yên lành nên trong lòng khó chịu, muốn ép cho ta chết thật sớm. Tới lúc đó các con mới được yên lòng. Ta nói có đúng hay không? Hoàng Ngạch Nương chỉ biết gây phiền phức cho ai gia. Ai gia thực sự không được sống vui một ngày nào hết. Lão Phật gia, lão Phật gia. Được rồi, bây giờ ai gia chỉ còn biết mặc giày đi cầu xin hoàng thượng thôi. Mau đứng lên hết cho ai gia đi. Tạ ơn lão Phật gia. Ê, Triệu Huệ đâu? Triệu Huệ tướng quân đâu rồi? Có nô tài. Ai gia bận lòng chuyện ở trong cung, nói với các quan viên ở Bích Châu, ai gia không thể ở lại đây nghỉ ngơi thêm nữa. Tuân chỉ lão Phật gia. Bệnh của hoàng hậu nương nương thế nào rồi? Nếu nó không thể chịu được đường đi xa xôi vất vả thì cứ để nó ở phủ Bích Châu nghỉ ngơi thêm mấy ngày, để khi nó khỏe lại rồi thì phái binh mã của hai tỉnh Sơn Đông Hà Bắc đưa nó hồi kinh. Bây giờ ai gia đang nóng lòng muốn trở về kinh thành, một ngày cũng không thể chậm trễ. Thái hậu, binh mã hộ tống của Sơn Đông đã đến rồi, binh mã nghênh đón của Hà Bắc cũng đã qua Ngô Kiều. Chỉ là hoàng hậu nương nương tối qua lại đau cả một đêm,
Tiểu Quệ lo lắng sức khỏe của hoàng hậu nương nương sẽ không chịu nổi vất vả này. Vậy được rồi, Triệu tướng quân, khanh hãy ở lại hộ tống hoàng hậu nương nương về Bắc, để binh mã của hai tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc đưa Ai Gia hồi kinh. Thái hậu, nhưng mà... Được rồi, khanh cũng đừng thấy khó xử nữa. Bên cạnh Ai Gia còn có Hòa Thân Dương. Khanh chỉ cần bảo vệ hoàng hậu nương nương hồi kinh thì Ai Gia còn có thể ăn nói với hoàng thượng. Đúng 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 đúng. Có bổng Dương hộ tống hoàng ngạch nương hồi kinh rồi thì tướng quân cứ yên tâm đi. Nhưng mà bên cạnh hoàng thượng, bên cạnh hoàng thượng thiếu thị vệ hay sao chứ? Vậy Triệu Huệ tuân theo ý chỉ của Thái hậu. Thái hậu là Phật gia, bệnh của hoàng hậu nương nương sao rồi? Hay là tiểu hoàng tử trong bụng không thể giữ được nữa. Tại sao lại như vậy hả? Mau dẫn Ai Gia đi xem. Hoàng trú, con đi cùng với hoàng ngạch nương. Dạ. Yeah. Triệu tướng quân, nói phủ Bích Châu lập tức chuẩn bị xe ngựa hồi kinh cho ta. Dạ. Yeah. Giá đáo. Tham kiến Thái hậu lão Phật gia. Hoàng hậu, hoàng ngạch nương, các khanh đứng dậy hết đi. Tạ ơn Thái hậu lão Phật gia. Hoàng tẩu, đang yên đang lành sao tự nhiên bệnh ra nông nổi này? Hòa Thân Dương cũng tới sao? Hoàng đệ đến để đưa tẩu hồi kinh. Làm phiền rồi. Hoàng thượng đã trở về kinh thành chưa? Yên tâm đi hoàng tẩu, hoàng thượng đã trở về kinh thành rồi. Vậy ta yên tâm rồi. Hoàng ngạch nương, là con đã liên lụy tới mọi người, hay là hoàng ngạch nương khởi giá hội kinh trước? Sức khỏe của con e rằng một hai ngày cũng không khỏe lên được. Yên tâm đi hoàng hậu, Bồ Tát sẽ phù hộ con mà, không sao đâu ha. Bây giờ hoàng ngạch nương lệnh cho hai thái y ở lại với con, họ sẽ hết lòng chữa bệnh cho con. Không, bên cạnh hoàng ngạch nương không thể không có thái y. Người chỉ cần để lại một thái y cho con là được rồi. Nghe lời ta đi, bây giờ con cần nhất là nghe lời của hoàng ngạch nương. Hoàng ngạch nương có thể moi tim ra cho các con, chỉ là không muốn các con không nghe lời của hoàng ngạch nương thôi. Vậy con sẽ nghe theo lời của ngạch nương. Như vậy mới phải chứ. Hoàng ngạch nương cũng sẽ để lại Triệu Huệ tướng quân cho con. Đợi khi con khỏe lại rồi, cậu ấy sẽ hộ tống con về kinh. Hoàng ngạch nương sẽ sai hoàng thượng đích thân ra ngoài thành đón con hồi cung. Dạ. Con đó nhất định phải yên lòng mà dưỡng bệnh cho tốt, đừng có suy nghĩ lung tung. Sức khỏe của con không phải chỉ của một mình con thôi đâu. Trong bụng của con còn đang mang con trai của hoàng thượng. Đó là hoàng thượng, là đời sau của Ái Tân Giác La, là minh quân của tương lai. Con đó bất luận thế nào cũng phải cố gắng cho ta. Đừng cho rằng hoàng ngạch nương từ trừng phạt con thì nghĩ rằng hoàng ngạch nương không thương con. Hoàng ngạch nương có cách yêu thương của hoàng ngạch nương. Bây giờ người mà hoàng ngạch nương thương nhất chỉ có mình con thôi. Trong cung có chuyện, hoàng ngạch nương phải lập tức khởi hành rồi. Con đừng có tưởng là hoàng ngạch nương bỏ con một mình ở lại đây. Mà con phải hiểu, bây giờ con chính là đương kim hoàng hậu của cả triều Đại Thanh này, không còn là tiểu khuê nữ của phủ Phú Sát thị. Thần dân của thiên hạ đều là nô tài của con, muốn ra lệnh thế nào cứ ra lệnh như vậy. Hoàng ngạch nương có đôi lúc nhìn thấy con
đã làm hoàng hậu mà cứ giống như một cô gái nhỏ vậy. Trong lòng con thấy khó chịu thì trong lòng của Hoàng Ngạch Nương cũng không dễ chịu đâu. Hoàng Ngạch Nương, mọi người hãy lui xuống trước đi, ta muốn nói chuyện với Thái hậu lão Phật gia một chút. Vậy các khanh lui xuống trước đi, không cho các khanh vào đây thì không ai được vào hết. Dạ. Hoàng Nhi cáo lui. Hoàng Ngạch Nương, e là con không thể về kinh thành được nữa rồi. Con biết đứa nhỏ trong bụng đã không giữ được nữa, con có lỗi với Hoàng Thượng, có lỗi với Hoàng Ngạch Nương. Là con bạc mệnh, không làm được Thái tử phi, càng không thể làm hoàng hậu. Con đó đúng là đa sầu đa cảm, buồn phiền tới thành bệnh. Con lo lắng gì cho Hoàng Thượng chứ? Nó có năng lực của nó, nó có phúc phận đế vương của nó. Con đúng là đã thành ra như vậy rồi. Có phải con còn muốn nói chuyện Hoàng Thượng với Hoàng Ngạch Nương hay không? Con muốn nói Hoàng Ngạch Nương đừng phế bỏ nó, có đúng hay không? Không, không phải đâu Hoàng Ngạch Nương. Con chỉ muốn nói với người, từ ngày kiểu phượng của con được khiêng qua cửa đại thanh, Hoàng Thượng chưa bao giờ thật lòng yêu con. Có phải con cho rằng Hoàng Thượng đánh con một roi thì không còn yêu con nữa? Nhưng mà roi đó là Hoàng Ngạch Nương sai bảo nó đánh, không thể trách Hoàng Thượng được. Con thật lòng yêu Hoàng Thượng, nhưng đến hôm nay Hoàng Thượng chưa từng yêu con. Hoàng Ngạch Nương, người đừng cho rằng Hoàng Thượng yêu con thì không để ý tới Hoàng Ngạch Nương nữa. Thật ra Hoàng Thượng lúc nào cũng yêu thương Hoàng Ngạch Nương. Điều đó đương nhiên rồi. Hoàng Ngạch Nương làm sao nghi ngờ tình yêu Hoàng Thượng dành cho mẹ ruột của nó chứ? Không có đâu. Con đó lại nghĩ nhiều nữa rồi. Vậy thì con yên tâm rồi. Hoàng Ngạch Nương, tuy rằng con được gả vào trong hoàng cung, nhưng cũng không thể tùy tiện bình phẩm các con cháu của hoàng thất. Nhưng trong các hoàng tử của Ái Tân Giác La đời này, vẫn là con của Hoàng Ngạch Nương tốt nhất, cũng chính là đương kim hoàng thượng đó. Còn có một chuyện này, con muốn thỉnh cầu Hoàng Ngạch Nương. Con nói đi. Hoàng Thượng thật ra yêu một cô gái khác. Cô nương đó chính là cô nương Diễn Giai Thăng Bình công chúa, chính là cô nương đã từng cứu Hoàng Ngạch Nương ở hành cung Hàng Châu. Cô ấy tuy rằng là một người Hán, không phải người Mãn, nhưng con thỉnh cầu người hãy phá lệ để hai người họ được yêu nhau. Đây không phải là chuyện con nên nghĩ tới, Hoàng hậu. Bây giờ con nên dưỡng bệnh cho thật tốt, chuyện gì cũng đừng có nghĩ nữa. Hoàng Ngạch Nương, nếu con thực sự không thể trở về hoàng cung nữa, người cứ để cô nương đó bên cạnh Hoàng Thượng đi. Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của con. Thôi được rồi, chỉ cần con bình an trở về kinh thành, Hoàng Ngạch Nương sẽ đồng ý với con. Vậy con nhất định sẽ trở về đó. Được rồi, con đừng nói nhiều nữa.
đi đâu rồi? Lão Phật gia, giờ ta giao hoàng hậu lại cho hai khanh đó. Nếu như hoàng hậu có bất cứ điều gì bất trắc thì ai gia sẽ lôi hai khanh ra định tội. Tuân lệnh. Được rồi hoàng hậu, vậy hoàng ngạch nương đi trước đây. Tất cả sẽ do Triệu Huệ tướng quân sắp xếp cho con. Con cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi ha. Hoàng ngạch nương, hoàng tẩu không sao chứ? Cũng là một người bạc mệnh mà thôi. Lão Phật gia, hoàng hậu nương nương không sao chứ? Không sao rồi. Con hãy cùng ai gia trở về kinh thành đi. Lão Phật gia, con muốn ở lại chăm sóc cho hoàng hậu nương nương. Con đâu phải là thái y, con có thể chăm sóc được gì chứ? Nhưng mà ít ra thì con cũng có thể nói chuyện giải sầu cho cô ấy mà. Cũng được. Dù gì con trở về kinh thành thì cũng là một điều phiền phức. Vậy thôi được rồi, con cứ ở lại đây đi. Có điều con không được bỏ đi đâu đó. Con biết rồi lão Phật gia. Đi thì có việc đi, chỉ là một đứa con gái nhà quê, có gì ghê gớm đâu. Hòa thân dương, ai cho con nói chuyện như vậy? Con không bao giờ giữ được cái miệng của mình hết. Dạ, dạ, con không biết giữ miệng. Triệu Huệ. Có nô tài. Ai gia giao hoàng hậu và cô nương này cho khanh. Khanh phải đưa họ về Tử Cấm Thành bình an vô sự cho ai gia. Xong việc, hoàng thượng sẽ trọng thưởng cho khanh. Dạ. Khởi giá. Ngẩng lên mặt trời, cất tiếng hú. Trí tứ phương nhưng còn chưa thỏa. 30 năm công danh bụi và đất, 80 dặm đường mây và trăng. Hỡi tứ nương. Tứ nương à, cô còn sống hả? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Nào nào nào. Luyện cũng tốt lắm. Thời gian qua bị cha cậu nhốt ở đây, chịu khổ rồi phải không? Thôi đừng nhắc nữa. Xui xẻo dữ lắm rồi. Ngươi nương tỷ hướng về hoàng lịch cũng không chịu giúp tôi. Thật ra suýt chút nữa thì tôi thắng rồi, nhưng kết quả cũng bị bắt về luôn. Tôi không sợ gì hết. Giết thì cứ giết, không có gì ghê gớm hết. Tên hoàng lịch đó hả? Sai ngự lâm quân dùng xe tù giải tôi về Hải Đinh đó. Không những làm mất mặt tôi mà còn làm mất mặt cha tôi nữa. Bây giờ thì cậu cũng biết tỷ tỷ ngư nương của cậu không cùng đường với chúng ta. Dù sao cô ấy cũng là người của dòng họ Ái Tân Giác La. Thôi thôi thôi, đừng nhắc tới nữa. À phải rồi, các huynh đệ đâu rồi? Chỉ còn lại tôi, Kim Khuê và mười mấy huynh đệ thôi. Cái gì? Cái tên hoàng lịch này, ta không tha cho hắn đâu. Đi, chúng ta đi tìm các huynh đệ đi. Công tử, công tử. Công tử. Cơm của cậu tới rồi. Có rượu không vậy? Không có. Sao lại không có rượu được chứ? Không thấy có khách đến hay sao? Dạ. Đi lấy rượu đi. Dạ, dạ. Thêm bát đũa nữa nha. Dạ dạ dạ. Lão gia. Tiểu thành tử. Dạ. Vội vã đi đâu vậy? Lão gia, con đi lấy rượu. Có phải có người trèo tường vào rồi phải không? Chuyện đó thì con không biết. Không biết? Vậy công tử đâu? Công tử đã ở hậu viện, còn có một cô nương nữa. Cái gì? Dẫn ta đi. Dạ. Công tử. Công tử. Công tử, lão gia tới rồi. Người đâu? Lúc nãy vừa ở đây mà. Tiểu tử cũng chạy nhanh lắm. Công tử Đường Hoàng,
Vậy thì lại nói tới hoa sen nữa rồi. Tranh biện giữa ông cháu chúng ta vẫn chưa xong. Được, rồi có một ngày khi con lên làm đế vương, mong rằng con sẽ thật sự làm được như câu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoàng Lịch à, khó lắm, khó lắm. Hoàng thượng, các thư tịch của Đô Sát Diện đến rồi sao? Đô Sát Diện đã sơ thẩm vài quan viên của phủ nội vụ. Từ lời khai thấy được, ngân lượng mà họ hối lộ cho Hòa Thân Dương không chỉ là 20 vạn lượng mà đạt tới 50 vạn lượng. Trẫm niêm phong phủ Hòa Thân Dương, Thái hậu lão Phật gia nhất định sẽ không vui. Rốt cuộc bây giờ cũng có lý do nói với lão Phật gia rồi. Nhưng mà hoàng thượng, nếu Thái hậu lão Phật gia giận, lão Phật gia sẽ không chịu nghe lời hoàng thượng đâu. Vậy sao? Hoàng thượng, nghe nói kiệu của Thái hậu lão Phật gia đã qua Thiên Tân Vệ rồi, nhưng mà hoàng hậu vẫn còn ở Bích Châu, vẫn chưa có tin tức gì hết. Đây mới chính là điều mà trẫm không yên tâm. Cao Tùng Vân. Có nô tài. Hãy hạ bức tranh hoa sen đó xuống. Dạ. Tiếng gió bên ngoài nghe thật hay. Cảm giác này thật quen thuộc. Ta nhớ hồi ta lên 8 tuổi, trên thảo nguyên Cô Luân Bối Nhĩ. Gió ở đó nghe đặc biệt rất hay. Ta thật muốn cưỡi trên lưng ngựa, cứ chạy, chạy cho tới nơi xa nhất của thảo nguyên, chạy cho tới nơi cùng trời cuối đất. Ta thật muốn trở về thảo nguyên, dẫn theo con của ta. Rồi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Nè, ăn gì vậy? Mì dưa muối. Có thịt không? Có trứng tráng không? Thịt và trứng gì chứ? Bọn ta không ăn các món ăn cho lợn cho chó ăn. Không kiếp, không ăn. Gọi Hoàng Lịch tới đây. Gọi Hoàng Lịch tới đây. Đại nhân đã dặn cho các người ăn mì nấu bọn rồi. Bọn ta muốn gặp lão Phật gia. Đi mau, gọi lão Phật gia nhanh đi. Bọn ta không ăn đâu. Bọn gọi lão Phật gia tới đây. Thập tứ đệ à, Thái hậu lão Phật gia đã về kinh thành trước dự định rồi. Tử Hư ở miền Nam có tin tức gì hay không? Vẫn chưa có. Còn Cặp Cặp Hương thì sao rồi? Đang ở trong phủ của ta. Phúc Tấn của ta đã dẫn cô ta làm nghĩa nữ. Cô nương này sẽ là một thanh kiếm sắc bén. Phụ nữ giết người đâu cần dùng dao đâu.
Hôm nay Thái hậu lão Phật gia hồi kinh, trẫm sẽ cùng với các đại thần ra Tiểu Dương môn nghênh đón lão Phật gia. Phủ Nội vụ đã sắp xếp xong xe chưa? Hồi bẩm hoàng thượng, đã sắp xếp xong. Tốt, xuất cung thôi. Thái hậu lão Phật gia hồi cung. Hoàng thái hậu, đứng lên đi. Tạ ơn hoàng ngạch nương. Hoàng thượng, không ngờ hoàng ngạch nương trở về sớm như vậy có phải không? Vừa biết kinh thành xảy ra chuyện, ai da nóng lòng như lửa đốt, ngày đêm lên đường mệt mỏi, thật là muốn xả hết cả người ra rồi. Hoàng di không cùng các đại thần cùng nghênh loan giá của hoàng ngạch nương từ xa, mong hoàng ngạch nương thứ tội ạ. Tứ ca, nếu trong lòng huynh có hoàng ngạch nương thì đã đợi ngoài triều Dương môn từ sớm rồi. Không thể trách hoàng thượng. Bình thân hết đi. Tạ ơn thái hậu lão Phật gia. Ai gia cùng hoàng thượng tới Giang Nam tuy chưa được bao lâu thì đã nghe nói Tây Tạng xảy ra chuyện quốc sự quan trọng, hoàng thượng vội vã hồi kinh. Dĩ nhiên ai gia rất hiểu tâm trạng của hoàng thượng. Mũi tức đức của Đại Thanh được không cho phép giấu chân ngựa của người khác đến chà đạp, nhưng lúc ai gia đến thủy từ Đức Châu Sơn Đông mới biết ngọn lửa ở biên giới vẫn chưa được dập tắt, chiến hỏa trong cung đã bùng cháy lên. Hoàng thượng đã hồi cung trước, để lại ai gia và hoàng hậu lâm trọng bệnh ở giữa đường. Chưa biết bệnh tình hiện giờ của hoàng hậu ra sao. Điều đó cho thấy hoàng thượng xem việc triều chính quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đây là phong thái của đế vương, lo nỗi lo của thiên hạ trước. Ai gia có lời khen ngợi hoàng thượng. Ai gia nghe nói Sở Quân Cơ hạ lệnh cho niêm phong phủ của Lý Thân Dương, bắt giam Lý Thân Dương Hoằng Tích và những người cháu của ai gia đu sát diện, lại còn cho niêm phong phủ Hòa Thân Dương, Trương Đình Ngọc đại nhân. Chuyện này suốt cuộc là thế nào hả? Bẩm thái hậu nương nương, vấn đề đại nhân của Sở Quân Cơ nhận được tin báo Bối Lạc Hoàng Dượng Hoàng Thăng tự tạo di chiếu giả ở trong phủ Lý Thân Dương. Còn dám tự tạo di chiếu giả, có khác nào đang làm phản chứ? Bẩm thái hậu, đô sát diện đã lục soát tìm được hộp gỗ chứa di chiếu giả trong phủ Lý Thân Dương. Vậy bây giờ di chiếu đâu? Hoàng thượng có thể cho người đi lấy hộp gỗ chứa di chiếu giả đang được treo trong Phật đường. Là giả, hoàng ngạch nương, tất cả đều là giả. Chắc chắn có người đang đặt điều giả họa. Mong hoàng ngạch nương điều tra cho thật kỹ. Hoàng thượng, người là vua của một nước, hoàng thượng thấy nên làm sao? Hoàng ngạch nương, ý của trẫm là nếu đô sát diện làm việc không có hiệu quả thì có thể để bộ hình và tông dân phủ hỗ trợ đô sát diện thẩm vấn. Không biết là ý của hoàng ngạch nương thế nào? Còn phải thẩm vấn nữa sao? Vậy thôi được. Nếu hoàng thượng đã nói như vậy thì cứ làm theo ý của hoàng thượng đi. Có điều đô sát diện các người đã bỏ sót một nhân chứng quan trọng nhất rồi, đó chính là ai gia đây. Hộp gỗ được mang đến. Đây không phải là hộp gỗ ai gia để trong Phật đường của Từ Ninh Cung hay sao? Hoàng di xin mời Thái hậu lão Phật gia mở hộp gỗ ra cho mọi người xem đi. Hoàng thượng, người muốn hoàng ngạch nương mở hộp gỗ này thật sao? Đúng vậy,
Nếu như không mở ra, e là các đại thần sẽ không phục lão Phật gia đâu. Được, vậy ai gia sẽ mở hộp? Mở thì cứ mở, có gì mà phục hay không phục chứ. Hoàng thượng, người đã nghĩ kỹ chưa? Cung thỉnh Thái hậu lão Phật gia mở hộp gỗ ra, tuyên cáo di chiếu của tiên đế trước thần dân thiên hạ. Nếu trẫm có phụ tiên hoàng, phụ Giang Sơn Đại Thanh, hôm nay trẫm sẽ lập tức từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Khổ sinh Thái hậu đừng mở hộp tuyên đọc di chiếu. Chúng thần tấu thỉnh lão gia gia đừng mở hộp tuyên đọc di chiếu. Di chiếu. Hồi đó thập tứ đệ muốn hỏi Thái hậu lão Phật gia, đương kim hoàng thượng anh minh thần võ, tuân thủ pháp điển của tổ tiên, tại sao lão Phật gia lại còn muốn mở di chiếu ra? Thập tứ đệ, khanh lại muốn du khống ai gia có phải không? Là hoàng thượng đã ép ai gia mở hộp gỗ tuyên đọc di chiếu, vốn không phải là ý của ai gia. Thần khẩn xin lão Phật gia đừng mở hộp gỗ tuyên đọc di chiếu. Hoàng thượng, tất cả đại thần đều đang bảo vệ cho hoàng thượng. Điều này chứng tỏ hoàng thượng đã không làm trái pháp điều của tổ tiên. Vậy ai gia không cần mở hộp tuyên chiếu nữa. Không cần. Hoàng di mời Thái hậu lão Phật gia mở hộp tuyên chiếu. Hoàng thượng, mở thì cứ mở, nói nhiều làm gì? Còn muốn làm gì? Ở đây không tới lượt con nhúng tay vào. Còn muốn phạm thượng phải không? Mau cút xuống cho ta, mau cút xuống đi. Cút. Quay lại. Trương đại nhân, làm phiền khanh tuyên đọc di chiếu. Hoàng thượng, hoàng thượng đã nhìn thấy trong hộp không có gì hết. Chúng bái khanh, mau bình thân đi. Hoàng thượng. Mặc dù trong hộp không có gì, nhưng tấm lòng của Thái hậu lão Phật gia không ai sánh bằng. Chỉ là muốn trẫm không được quên, bản thân là con cháu của Ái Tân Giác La, không được làm trái ý nguyện và pháp điển của tổ tiên, càng hy vọng trẫm là một hoàng đế tốt. Không được phụ lòng tổ tiên, không được phụ lòng thần dân ở trong thiên hạ này. Lão Phật gia, người đừng đau lòng nữa. Hãy đem hộp gỗ này treo trở lại trong Phật đường Từ Ninh Cung. Nó có thể nhắc nhở trẫm lúc nào trẫm cũng phải làm việc cẩn thận, không được phụ ngôi vị đế vương. Hoàng nhi, còn có hiểu nỗi khổ tâm của Hoàng Ngạch Nương hay không? Lão Phật gia đã mệt rồi, người đâu, dìu Thái hậu lão Phật gia hồi cung nghỉ ngơi. Tuân chỉ. Lão Phật gia, mời người lên kiệu. Các thái
thái giám và cung nữ của Ai Gia, tại sao ta không thấy một ai hết vậy? Họ đều đã về từ Ninh Cung quét dọn đình viện để chuẩn bị nghênh đón lão Phật gia. Lão Phật gia khởi gia. Hoàng thân Dương điện hạ xin dừng bước. Hòa thân Dương, hoàng thượng mời ngài vào Thái Hòa điện. Cao Tùng Dân, có nô tài lão Phật gia. Giờ ngươi đang đưa Ai gia đi đâu vậy hả? Vẫn chưa tới lão Phật gia. Đã đi qua từ Ninh Cung rồi, sao lại nói là chưa tới? Lão Phật gia, người hãy yên lặng thì tốt hơn. Người nói cái gì? Dừng kiệu, lập tức dừng kiệu cho ta. Lão Phật gia không thể về từ Ninh Cung được nữa, đi nhanh lên cho ta. Dừng kiệu lại. Trẫm chiếu dụ, phàm là quốc gia đại sự, quan hệ trọng đại thì không được truyền vào trong cấm cung. Trẫm lo Thái Hoàng Thái Hậu nghe được sẽ phiền lòng, lao tâm khổ tứ, nên đã cho người đưa Thái Hậu ra khỏi từ Ninh Cung rồi. Cái gì? Quỳnh đã cho giam lỏng Hoàng Gạch Nương sao? Người nào vô cớ gặp Thái Hậu, truyền tin tức vào nội đình, tức là làm trái pháp điển. Một khi điều tra ra, sẽ xử theo luật pháp. Hoàng lịch, Quỳnh. Hoàng thượng thánh minh. Hoàng thượng thánh minh. Được, được, cứ chờ rồi xem. Trẫm sai khanh kiểm tra quốc khố, sổ sách vẫn chưa được làm rõ. Thì phủ Hòa Thân Dương đã được đổi mới hoàn toàn, nhiều tấu sớ được trình lên cho trẫm. Trẫm chỉ đành hạ lệnh niêm phong Dương phủ của khanh, để cho thấy trẫm không hề bao che cho hoàng tộc. Khanh không trình bày rõ với tông dân phủ, trái lại lại còn đặt điều với Thái Hậu lão Phật gia. Bây giờ trẫm hạ chỉ áp giải khanh đến Đại Lao Đô Sát Diện đợi xét xử. Hoàng lịch, huynh thật là vô lương tâm. Áp giải đi. Tuân lệnh. Ngươi là tên Hồng Quân, giam Gạch Nương bắt lại để. Giam Gạch Nương bắt lại để. Ngươi tạo nghiệp, ngươi tạo nghiệp. Trương Đình Ngọc, có di thần. Khanh là đại thần đứng đầu Sở Quân Cơ, mà lại thông đồng với Trang Hữu Cung, biển thủ ngân lượng dùng cho việc thủy lợi, khiến cho sông Tiền dở đê, dân chúng gặp nạn, triều đình tổn thất nghiêm trọng. Hôm nay ở trên điện, nếu khanh tấu thỉnh lão Phật gia mở hộp gỗ ra, có thể cho thấy khanh trong và ngoài một lòng trung thành, trẫm có thể tha cho khanh. Nhưng rõ ràng khanh biết đây là hộp giả, nhưng vẫn ra sức ngăn cản lão Phật gia đừng mở hộp tuyên chiếu. Ngoài mặt là bảo vệ trẫm, thực tế là khanh muốn ép trẫm vào chỗ khó. Hoàng thượng, hoàng thượng, vi thần chỉ muốn dẹp yên chuyện này. Trẫm nể tình khanh là lão thần hai triều, ngày thường cũng hết lòng vì triều chính. Tước bỏ chức vị quân cơ đại thần của khanh, cho khanh về quê dưỡng lão, an hưởng tuổi già đi. Thần khâu tạ long ân hoàng thượng. Đi đi. Nhanh lên. Được rồi, dừng ở đây. Các người muốn đưa ta đi đâu hả? Bỏ ta ra. Mau lên. Mau bỏ ta ra đi. Mau. Cao Tùng Dân, các người mau bỏ ta ra. Bỏ ta ra đi. Trẫm hạ chỉ phong thập thứ dương gia đề làm quân cơ đại thần, đứng đầu Sở Quân Cơ, nắm giữ tất cả sự vụ quân cơ của triều đình. Thần tạ chủ Long Ngân.
Nó không còn là một đứa trẻ nữa. Nó thật giống lão tứ. Nó không phải là một con anh vũ, nó là một con đại bàng. Dương gia, đại nhân nhà môn các phủ đang đợi ngài ở ngoài sảnh qua. Ta không gặp, kêu họ về hết đi. Dạ. Khoan đã, có tin tức gì của Tử Hư hay không? Dạ không có Dương gia. Hoàng thượng giá đao. Di thần dẫn đề khấu kiến hoàng thượng. Ấy, hoàng thúc à, đây không phải là Càn Thanh Cung, không cần đa lễ đâu. Nào ngồi đi. À. Nào nào, lấy thêm chén cho trẫm, để trẫm cùng với hoàng thúc không sai không gì. Dạ. Hoàng thúc à, sao thúc lại ăn đạm bạc như vậy chứ? À, ở canh lăng suốt 8 năm qua đã quen ăn như vậy rồi. 8 năm qua hoàng thúc đã chịu khổ rồi. Nào nào nào, rót đầy cho trẫm. Ờ, để trẫm. À. Hoàng thượng, thập tứ thúc vừa mới uống hết 3 chén. Thập tứ thúc, 3 chén đâu có là gì. Đâu phải là trẫm không biết tủ lượng của thúc chứ. Hoàng thúc à, à, hôm nay nếu không nhờ thúc kịp thời đến Càn Thanh Cung, e là trẫm đã bị áp giải vào thiên lao rồi. À, là do hoàng thượng phước lớn mạng lớn, bất cứ ai cũng không thể vượt qua được. Không không không, dù cho trẫm phúc lớn mạng lớn cũng là do hoàng thúc ban cho. Nào, chén này trẫm kính hoàng thúc. Được. Cạn. Cạn.山中天冷尾，恩怨情仇终成。